múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Úc cha sajana maha sajana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang attang gasamang nagatang buddhap banyatang ubo satang imang charating imang chadiwasang samadewa firakhitung samadhiyama. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo, cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành, để thấy rõ Niết Bàn trong đời hiện nay. Tasika Bhadani Upo Satasi Lawase Na Iman Charating Iman Chariwa Sangsa Tukang Katoa Ngap Bamade Na Samarak Kitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới này tam bảo rồi, phải ráng mang giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ama phanh tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yonti, sile na phoka sambandan, sile na liputin yonti tasman, silam vi so tha ye. Các dấu chân để sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lâm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn rành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Sắp bê sát ta á quê ra hồn, tu su khi ta hồn, tu nít đúc khá hồn, tu áp gia bách cha hồn, tu á ni khá hồn, tu đi khá du ca hồn, tu á rô ga hồn, tu sam bát tì hi sa mít chân, tu su khi ác ta năng, ba ri ha răng, tu đúc khắp bát ta cha nít đúc kha pha gia bát ta cha nít pha gia so ca bát ta cha nít so ca hồn tu sáp bê bì ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na quan đề hằng bà đa bằng sùng và ruột ta mang. Bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh,
các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng tham manh cha du vít hằng quá răng tham mê yo kalito do so tham mô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng sang khanh cha du vít ho ta măng sang khê yo kalito do so sang kho khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc băng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu ạ. Thị giả chân ra tha sít tham mạnh tu sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu đăng phá lăng e tạc minh sát tân át tạc giác minh sâm bát sa đàn át chê tạc sô. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Ít đằng nồ nhà tì nằng hồ, tu su khi tà hồ, tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng wa ta nồ bùn nhằng à sa wa kha già wa hằng hồ tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh ạ. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến tất cả chư thiên, tứ đại vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên ở ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ở tịnh thất Thịnh Hữu, chư thiên trong ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên trên hư không. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận. Và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài hoan hỷ hộ trì Phật Pháp được bền lâu. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và sám hối thọ trì bát quan trai giới. Dạ, con xin được giao mic cho lại cho chị Nhật Huỳnh để chị tiếp tục chương trình ạ.
Sa thủ lành thầy, kính cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và cảm ơn hậu chùa Phước Quang. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan thế giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Lúc nãy Kim Nhung không thấy Ngài chắc lên nên kêu Nhật Quỳnh cầm mic thì Nhật Quỳnh cầm mic rồi. Dạ thôi lần sau Kim Nhung nhớ thỉnh Pháp Sư Ngài Kim Nhung. Thấy Ngài chắc lên không? Kêu Kim Nhung thỉnh Pháp Sư đó. Thôi lần này là ở tuần sau nhớ nha. Tụng kinh xong rồi thỉnh Pháp Sư nha. Rồi mới giao mic cho Nhật Quỳnh nha. Dạ. Dạ tại vì Nhật Quỳnh chắc cái câu cảm ơn Kim Nhung nên đưa cái câu của Ngài lên đời để Nhật Quỳnh đem xuống đợi cho Kim Nhung coi nha. Nha. Thấy chưa? Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được nghe Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay là Tương Ưng Kinh Samyutta Tá Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên. Dạ bây giờ thì dạ đấng Pháp Sư à. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma chaloka thi ba ti saham ba ti ka tan chali an thi wa rang aya cha tha san ti tha sat tap ba ra chấm kha cha ti ka đề se tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim bi na dẫn cha ca dân su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cơ ta danh tơ ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ thà nay dê bà đi xa dạ mạch chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhân chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hư dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập
Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin đọc phần chánh văn, nhưng mà hôm nay chánh văn rất là ngắn, con mong thượng tọa pháp thanh giảng dạy rộng thêm thì chúng con mới hiểu nổi bài này, chứ có mấy chữ ngắn như vậy chắc chúng con không hiểu nổi. Dạ, con xin đọc ạ. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên, phẩm 6, phẩm già, bài 10, người thi sĩ. Người thi sĩ, vật gì nhân kệ tùng, vật gì làm tự cứu, vật gì kệ y cứ, vật gì kệ an trú. Thế Tôn, âm vận nhân kệ tùng, văn tự làm tự cứu, kệ y cứ đề danh, kệ an trú thi nhân. Dạ, bài giảng đến đây đã. Đây, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta học cái bài cuối cùng của cái phẩm già. Trước khi vào cái bài giảng, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, đảnh lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, pháp bảo vương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo, tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng, các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ngang ngang, kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc và bóp cái phần chánh kinh. Thì hôm nay thì chúng ta học cái đoạn đối thoại giữa một cái vị chư thiên và Đức Phật nói về cái thơ. Thì quý vị biết rằng cái thể thơ đó thì nó theo một cái quy luật. Thì hồi trước thì hồi còn học phổ thông đó thì sư cũng có học những cái thể thơ như là lục bát, rồi song thất lục bát, rồi những cái thể thơ cổ như là thơ thơ đường,
Đó, thì mỗi mỗi một cái thể thơ đó nó có một cái quy luật riêng. À, ví dụ như mà cái thơ lục bát tức là sáu sáu tám, mà một câu sáu chữ và một câu tám chữ. À, thường thường quý vị đọc cái bài mà sám hối đó là thơ lục bát, cúi đầu lại trước bủ đài, con xin sám hối từ rài ăn năn. À, thì nó cái đó là những cái thể thơ. À, nó có cái luật, có luật với nhau. Ví dụ như hồi đó là cái quy luật của nó là gì? Bằng cắt cắt bằng hai chữ luật bằng cắt. Bằng là gì? Bằng là những cái thanh á, cái thanh á, nó không có dấu hoặc là có dấu quyền. Rồi cắt là những cái dấu sắc, hay là hoặc là những cái dấu khác. Đó là theo cái quy luật như vậy. Để mà người ta dựa vào đó để mà người ta sáng tác những cái vần thơ. Thì cái quy luật mà dễ nhất là cái quy luật mà lục bát. Rồi mà tới song thất lục bát á, thì nó là khác nhau. Hai câu bảy chữ, rồi một câu sáu, một câu tám. Thì cái quy luật nó là còn khó nữa. Rồi á, cái thơ đường nữa thì nó còn khó nữa. Nó chỉ gói gọn trong có mấy câu thôi. Hồi đó học lâu quá rồi giờ cũng không còn nhớ. Ví dụ như những cái bài thơ của vua Lê Thánh Tôn, hay là hoặc là cái bài thơ của bà Nguyễn Thế, bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa. Đó, thí dụ vậy. Thì nó phải cái âm dặn nó phải ấy nhau. Ví dụ như là chữ cái cú chữ cuối cùng ở trên nó là bước tới đèo ngang bóng xế tà, là nó thuộc về dần bằng. Cỏ cây chen đá lá chen hoa thì nó phải là cái chữ hoa nó có vô là dần bằng. Đó, cái âm dặn nó lên xuống bằng bằng cắt cắt bằng 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 cắt cắt bằng bằng cắt bằng. Đó, thành ra cái từ những cái thể thơ đó người ta có thể là dễ dàng ta sáng tác ra cái nhạc. Thì cái kệ tụng ở đây đó, nó là như vậy đó. Thì giống như quý vị kệ đó. Từ cái trong những cái bài mà pháp cú kinh á, quý vị kệ, thí dụ như mình đọc là cái kệ mà bài kệ mà để tán dương Đức Phật, thí dụ như mình đọc thường á, mình đọc là Nam mô Tát Xá, Phá Giá Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bút Phá Xá, thì chuyển qua cái kệ là sao? Nam mô ta sa ca ga wa to a ra ha to sam ma sam bụt tha sa. Hoặc là kể nó ngân nga hơn. Nam mô ta sa ca ga wa to a ra ha to sam ma sam bụt tha sa. Hay là hoặc là cái kệ mà về cái bài mà vô thường á, Anicca vata sankhara upparavaya thammino upacetta niyocchanti te sambhubasamo sukho. Nói nhiều cái cách kệ. Anicca vata sankhara upparavaya thammino niyocchanti te
Sambu ba sa mô su khô. Đó là cái thể thơ, rồi nó có những cái dần điệu. Thành ra đó, cái cú của nó là cái câu, cái câu cú của nó là nó phải dần với nhau. Thí dụ như hồi nãy sư đọc đó, cỏ cây chen đá, lá chen qua, nó dần với cái chữ bóng xế tạ của cái câu trên. Cái quy luật của nó là vậy. Nó phải âm dần, nó phải dần với nhau. Rồi cái thơ văn á thì nó còn có những cái nó rất là ngắn gọn, nó có dài dòng, nhưng mà rồi trong đó nó chứa đựng những cái điển tích nữa. Có nhiều khi mà mình, nếu mà mình không có học, mình không có tìm hiểu thì mình khó hiểu. Thí dụ như câu á, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Chỉ hai cái câu nó ngắn gọn thôi, mà nếu mình giải thích ra đó thì nó cả một cái điển tích, nó một cái điển tích là trong chứa đựng ở trong hai câu đó đó. Tức là cái này đó, nói khi mà cái người mà hữu duyên á, dù ở xa mấy á, thì cũng có thể gặp nhau. Còn nếu mà không có duyên á, thì ở sát bên á, nó cũng không có gặp nhau. Thì cái câu chuyện này đó là nó nói về cái sự tích trong bá hộ. Ông bá hộ ông có một cô con gái tiểu thơ, đến tuổi trưởng thành, ông này ông cũng muốn kén rể nha. Ông muốn kén rể, ông ấy vẽ cái tấm bản chiêu phu. Thì bữa đó là có hai người tới cùng một lúc. Một anh á thì ảnh nói là ảnh có cái tài là coi như là trong một ngày anh có thể đi 1000 dặm. Rồi một anh á là học trò, thì anh nói là một ngày á ảnh có thể ảnh vẽ là một mà ảnh viết 1000 trang giấy. Thì từ cái làng của cái ông bá hộ này mà lên kinh thành á là 1000 dặm nha. Đó, bây giờ anh này nói là ảnh một ngày anh đi 1000 dặm, rồi bây giờ là đi từ cái làng đó lên kinh thành, mà lên kinh thành rồi thì phải lấy gì, một cái vật gì ở trên kinh thành đem về để minh chứng là anh này đi lên trên kinh thành á, ảnh vác cái trống chạy về. Còn cái anh mà thi sĩ, anh học trò đó thì ngồi đó đem giấy viết ra, phải viết trong một ngày mà viết 1000 trang giấy. Thì bắt đầu cái anh mà chạy lẹ đó, anh bắt đầu đi, rồi cái anh mà học trò thì ngồi viết, bắt đầu viết viết cái xong cái cô tiểu thơ ra cô mới thấy cái anh này nho nhã, diện mạo đồ ngô tính tú, cái bắt đầu cô tiểu thơ mới đem bình trà ra, đem trà ra rồi rót trà cho cái anh thư sinh này rồi kia nọ ha. Rồi cái bắt đầu hai bên bắt đầu đối đáp nhau rồi làm thơ luôn, văn rồi ha. Cái hai người mặc dù là gần nhau, rồi nảy sinh tình cảm, rồi đối đáp thơ văn qua lại luôn kia nọ. Anh này anh quên cái nhiệm vụ là anh viết 1000 trang giấy đi. Còn cái anh kia anh dò dài anh chạy
ba chân bốn cẳng chạy lên tới trên kinh thành, anh mới vác cái trống về, vác cái trống về kịp thì bắt đầu anh ấy ngồi anh bị mãi mê lo đối ẩm, uống trà rồi đối ẩm với tiểu thơ hoài quên, cho nên là tới khi mà anh này anh vác cái trống về được á thì anh này viết không đủ, chưa có đủ 1000 trang giấy, cho nên là anh này thua cuộc. Còn cái anh kia đó nhờ thắng là giờ vác đi lên kinh thành vác cái trống về trong ngày, cho nên là bây giờ á theo cái bản chi phu thì như vậy, bây giờ cái cô tiểu thơ phải gả cho cái anh này. Nhưng mà cái anh này thì sắc diện nó cũng không có được mấy gì đẹp, cho nên là hai người mới làm một cái bài thơ cuối cùng hay gì đó, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tức là do cái cô tiểu thơ này nè có duyên với cái anh chàng thất học nhưng mà chân dài chạy lẹ, chạy lên kinh thành, thiên lý đây là một ngàn dặm á, còn đó, cho nên là cái người này hữu duyên thì sẽ gặp nhau, dù ngoài xa xôi cách trở gì cũng gặp. Vô duyên tức là giữa cái anh mà chàng thư sinh với cái cô tiểu thơ này nè không có duyên, không có duyên nhau, mặc dù là thân cận nhau cả ngày, đối ẩm đồ này kia nó vui vẻ, nhưng mà vì nó thiếu duyên, cho nên là không có thành vợ chồng được. Đó, thành ra đó cái câu này nó nói lên những cái điển tích, thí dụ như có những câu, thí dụ như là gì đó, bần cư náo thị vô nhân vấn, đó, mình nghèo mình ở giữa cái kinh thành á, phồn qua đô hội chứ không ai hỏi mình nữa, mà phú quý lâm sơn hữu diễn thân, tức là bây giờ cái người mà giàu á ở tú trong hang núi rồi trong rừng vậy đó cũng có người tới để mà cầu cạnh làm thân với nhau. Là cái câu tục ngữ ta hay nói vậy, thì mỗi câu tục ngữ là nó có một cái điển tích, tức là một cái câu chuyện, nhưng mà người ta sử dụng cái thơ văn ấy, nó gói gọn chỉ trong một câu hai câu thôi mà nó nói lên cái hàm ý về một cái vấn đề nào đó, cho nên là thơ văn thì nó ngắn gọn, chứ không phải mà như là những cái bài kinh nó dài. Thí dụ như quý vị học, quý vị thấy có nhiều khi một cái câu pháp cú kinh thì sao nó hàm chứa một cái câu chuyện rất là dài, nhưng mà chỉ ngắn gọn ở trong bốn câu thôi. Cho nên là cái thơ văn thì nó có âm điệu rồi câu cú, nó có cái quy luật của nó, thì những cái dần như thế nào đó. Mà những người mà thi nhân thì sao, cái tâm hồn của ta nó phóng khoáng luôn, mà người ta nhìn thơ nhìn cảnh vật người ta có thể sáng tác, buồn người ta cũng sáng tác thơ được, vui người ta cũng sáng tác thơ được. Có những người mà họ rất là giỏi, họ rất là giỏi về thi phú, thì người ta thích làm thơ, cái gì người ta làm thơ cũng được. Đó, cho nên là những cái người mà gọi là những người mà thi nhân, nghệ sĩ thì sao, cái tâm hồn của người ta phóng khoáng. Nhưng mà sao cái tâm của người ta nó chạy ra ở bên ngoài, chứ nó không có quay ngược vào cái nội tâm.
Còn cái si mà mình tu tập á, à, giờ mình phải quán sát, mình quay ngược nhìn lại ở ở trong tâm của mình. À, đó, hai cái này nó khác nhau. À, cái những cái người nghệ sĩ, nhạc sĩ, thi nhân thì sao? Cái tâm hồn của ta đó nó dính mắc với cái cảnh ở bên ngoài. À, rồi người ta làm những cái khổ thơ có dần có điệu có âm giận, à, nó mới hay, đúng không? Chứ thay vì quý vị mà đọc như mà Karani Yamata Kusale nghe danh tăng sanh tăng bá đăng Abhisamaya Sakko chùa Giê-xu qua chùa, thì đọc vậy đó nghe nó không hay. À, mà khi mà kể đó, Karani Yamata Kusale đó, thì nó lên xuống, nó có dần có điệu. Thì á, cái tâm tánh của mỗi chúng sanh nó khác nhau. À, có người á thì thích đọc ngắn gọn, nhưng mà có người á thì thích ngân nga rồi lên xuống, bỗng trầm rồi bằng chắc rồi cái nó ha, nó mới nghe nó mới hay. Chứ còn mà đọc không là nó không hay. Thành ra đó, cái tâm tánh ở của chúng sanh ở trong thế gian này á, là nhiều thứ nhiều loại. Thành ra Đức Phật cũng nói là tài sản ở thế gian có nhiều thứ nhiều loại, nhưng mà tâm tánh chúng sanh á cũng vậy, cũng có nhiều thứ nhiều loại lắm, không có nói được. Thành ra qua đó để mà chúng ta thấy rằng á, trong cái đời sống á, chúng sanh do cái duyên nghiệp, cái phước á, cái tội á, mỗi người nó khác nhau hết, không ai giống ai. Đi kiếm khắp thế gian á, không có một người nào mà có thể mà giống y như mình 100%. Quý vị đi kiếm cùng hết thế gian này không có ông nào mà giống ông Pháp Thanh 100% đâu, mà không có ai mà giống y như cô Nhật Quỳnh 100%, không ai có giống y như cô Kim Nhung 100%. Đó, thành ra nó chính vì cái khác nhau này á, nó mới vẽ nên một cái bức tranh của cái thế gian này. Nó là như vậy, thấy không? Không có ai mà hoàn toàn mà đen thui như là cái đích ấm, mà cũng không ai mà hoàn toàn mà trắng trong như là cái tấm tường, nghe không? Chỉ trừ ra bậc thánh A La Hán thôi, chứ còn tất cả chúng sanh ở trong thế gian, những phàm nhân ở trong thế gian á, thì sao? Nó là thiên hình vạn trạng, đa sắc màu, đủ thứ á. Quý vị thấy từ chỉ có mấy cái màu chính thôi, ví dụ như màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương, màu trắng, màu xanh lá gì đó. Từ có bốn năm cái màu chính này đó mà có thể pha ra hàng trăm sắc màu, hàng ngàn sắc màu. Chính vì cái sai biệt này đó mà nó vẽ nên cái bức tranh của thế gian. Đó. Rồi do cái duyên nghiệp phước của mỗi người, quý vị thấy á, có người á làm quần quật, đổ công đổ sức làm rất nhiều thì mới tạo ra cái tài sản, cái của cải, không? Nhưng mà có những người đó do cái duyên cái phước của người ta làm công việc rất là nhàn, cái ông nhà thơ ông ngồi ông khề khà ông viết ra những cái dần thơ, xuất bản được một tập thơ là thấy cũng cũng
khá khá bộn tiền ra. À, ông nhạc sĩ ổng ngồi ổng thả hồn theo mây nước, nhả khói phun mây rồi kia nọ, ổng sáng tác, sáng tác ra những cái bản nhạc. Một cái bản nhạc như vậy đó cũng kiếm tiền cũng khá khá rồi. Rồi cái người này đó mới lấy cái bài nhạc, cái bài nhạc đó tập luyện rồi ca, ca những cái bài nhạc đó. Mỗi lần mà những cái người mà ca, mà danh ca mà nổi tiếng ha, ngôi sao ca nhạc rồi ha, là ca một bài là cũng mà kiếm cũng nhiều tiền nha. Thành ra mình thấy ở trong thế gian này là nó muôn mặt, là do cái gì? Là do cái duyên nghiệp, duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Ta nói nghề thì đi liền với nghiệp. Tại vì cái duyên nghiệp của người này đó là nó thiên hướng về cái đó. Tại sao mà cái anh này không có chọn cái nghề khác mà làm nông dân cày sâu cuốc bẩm trồng trọt? Tại vì cái duyên của ảnh với cây cối. Bây giờ học cao thế mấy đi chăng nữa cũng làm việc về cây cối. Ví dụ như có những ông tiến sĩ nghiên cứu về gen lai tạo gì đó, những cái người mà có học vị rất là cao, bằng cấp rất là cao, nhưng mà sao cũng làm cái nghề canh nông, trồng trọt thế này để khác. Còn có những người á, quý vị thấy không, mấy anh chàng mà thường võ đài để quánh lộn nhau, quánh lộn ra tiền duyên nghiệp mà. Trời đất ơi, đâu phải ít tiền đâu. Thắng một cái trận như vậy là cũng cả chục triệu, cả trăm triệu đó phải chưa không? Nhưng mà tại cái duyên nghiệp. Rồi có người thì làm thi sĩ, có người làm ca sĩ, rồi nghe đủ thứ đó. Thành ra đó là khi mà chúng ta mà đứng xa, chúng ta nhìn ngắm cái bức tranh thế gian này đó, là nó muôn màu muôn sắc nè. Chứ không phải nó chỉ là đơn điệu. Quý vị thấy những cái ông họa sĩ đó, là tranh tả chân, tức là cái cảnh sao người ta vẽ y vậy ha. Rồi những người mà phải là coi như là gì đó, phải trù tượng, họ vẽ không có giống y như cái cảnh thật, mà cái người ngắm phải có cái trí tưởng tượng. Họ chỉ vẽ sơ vậy thôi. Nhưng mà mình phải có cái tưởng tượng thêm ra thì mình mới thấy được cái ý nghĩa của cái bức tranh đó. Nó đủ thứ rồi, tranh lập thể vô đủ thứ đấy. Thấy không? Rồi có những người họ sáng tạo ra những cái kiểu cách của trang phục, của quần áo, những cái nhà gọi là thiết kế thời trang, rồi nhà thiết kế về nhà cửa, rồi nó đủ thứ hết. Mà những cái người gì, những cái người mà giàu có thì ta dư tiền dư của thì ta thích phải thay đổi, mốt quần áo phải mốt này mốt khác, kiểu này kiểu khác, nhà cửa thì phải như thế này, bài trí thế này nha. Thành ra chúng sanh ở trong thế gian này đó là chạy theo cái gì? Chạy theo cái bên ngoài. Mà khi mà mình tu tập á thì mình phải gì? Phải ngược thế gian, quay nhìn trở lại bên trong. Và sao? Sống cái đời sống nó phải đơn giản, không có rườm rà, không có dính mắc,
cái người tu mà chỉ cần một cái cốc lá, một cái nhà tranh vách đất, một cái cốc bằng đất bện rơm đi, mình ở mình cũng có thể tu được. Một cái cốc tranh vách đất, một cái chõng tre, mình ở mình tu cũng được, đâu có cần gì phải cao xa, không? Thì tôi nhớ cái thời mà năm 90 mấy, lên 92 93 94, lúc đó là ở trên Phước Sơn hành thiền. Quý vị biết không, có được cái cốc mà có cái được cái cốc mà lợp tranh nha, dách thì lấy đất bện với ba cái rôm rồi đó, rồi làm dách, cái chõng tre, nền thì nền đất đó, vậy mình ở tu cũng được. Chứ đâu có đòi hỏi gì cầu kỳ phải thế này phải thế kia. Nhưng mà rồi bắt đầu sao cái thời đó thì nó quá khổ, vật chất thiếu thốn trăm bề đủ thứ. Có được cái cốc mà có được cái cốc vậy là quý lắm rồi đó, chứ không phải dễ đâu. Rồi nhưng mà rồi bắt đầu cái thời kỳ vật chất nó phát triển đầy đủ, kinh tế rồi nó dân chúng rồi người ta ăn nên làm ra, tại sao bây giờ mà kiếm mà cái cốc mà nhà tranh vách đất vậy cũng hơi khó ha. Bây giờ là cốc phải xây, xây tường rồi phải lót gạch thế này thế khác, rồi nếu mà sang hơn chút nữa là phải có máy lạnh máy đồ đủ kêu thứ. Đó. Mà khi mà chúng ta mà chạy theo vật chất á, là khổ. Cho nên á, là mấy ông sư đó, thì chỉ có gì một cái tấm y ca sa, rồi hoặc là mặc theo ở chùa, ở trong chùa trong cốc rồi cái nọ thì mặc đắp vai trái, còn đi ra ngoài thì sao thì lâm y kính mình đó. Mà quý vị thấy rằng cái này nó rất là cổ xưa, từ thời Đức Phật cho đến bây giờ. Thành ra cái trang phục này á, cái trang phục của người tu là cách nay là gần 2000 mấy trăm năm rồi đó. Rồi tam y nhất bát, chỉ ba cái lá y, rồi rồi cái với cái bình bát thôi, vậy là xong cái cuộc đời người tu nè. Còn cái chú xứ thì có chỗ nào ở cũng được, ở dưới cội cây cũng được, đóng rơm hay là ngôi nhà trống, hay là ở mái hiên nhà người ta cũng được. Cho nên là đời sống chúng ta đó, khi mà chúng ta tu tập thì sao, thì mình càng đơn giản thì nó càng ấy. Còn nếu mà chúng ta càng dính mắc vào đời sống thì chúng ta càng phiền não. Rồi cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình khi mà mình phản tỉnh, mình quay lại, mình nhìn vào mình á, thì sẽ không có phiền não. Còn nếu mà mình cái tâm mình có tâm hồn thi sĩ dẫn dơ, vui cùng trời trăng mây nước gì đó, mình chạy ra ngoài, mà khi mà mình chạy ra ngoài đó thì mình sẽ không thấy được cái pháp. Bởi vì sao? Cái tâm mình nó bị hút cuốn hút ra bên ngoài rồi, mình đâu có thấy được pháp.
À, mình đâu có biết được cái nguyên nhân của sự khổ đâu. À, đó, mình nhìn ngắm cái tâm mình nó bị cảnh vật cuốn ở bên ngoài. À, khi mình xem hát thì cái tâm mình nó chạy theo những cái vở tuồng, những cái người mà diễn, đang diễn cho mình coi. À, khi mình nghe một cái bài nhạc á thì sao, cái tâm mình nó hướng ra bên ngoài rồi, dẫn dơ theo cái làn điệu âm dẫn của cái bài nhạc. À, thì sao, là mình là cái tâm mình á, lúc đó là nó đang bị ô nhiễm bởi tham. À, mà mình không biết. À, mình nghĩ cái đó là cái trò vui, cái vui thú. À, bởi vậy quý vị thấy không? Vì sống chạy theo cái trần cảnh bên ngoài nhiều. À, mà khi mà nếu mà cái điều kiện không cho phép á, thì người ta khổ. À, quý vị thấy cái trường hợp dịch bệnh thì sao, phải cách ly. À, phải cách ly, phải sống giãn cách. Thì bây giờ mà nếu mà ở trong nhà hoài thì có cảm thấy họ tù túng, không chịu. À, phải đi du lịch nè, phải tắm biển nè, rồi phải vui chơi rồi với nhau, phải những có cái lễ hội, đủ thứ. À, một năm bây giờ nó thấy trên thế giới nè, không biết bao nhiêu là cái lễ hội. À, để chi? Để cuốn hút trên chúng sanh á, vui thú, say đắm nhiễm trong những cái trò vui đó. À, mà những người nào mà đi ngược lại thì sao, họ chê phù lành, không biết hưởng thụ. Không biết là hưởng thụ những cái trò vui của cái đời sống. Cho nên là chúng sanh thì phải dính mắc vô trong những cái đó. Thành ra đó, trong khi mà chúng ta tu tập thì cũng vậy. Bây giờ tùy theo chúng sanh. Ví dụ như cái trường hợp mà bây giờ mấy đứa bé đó mà đi chùa đó, mà bây giờ mà bắt nó học kinh rồi kinh nọ đó, nó đâu có thích. Mà ví dụ như bây giờ á, những cái lớp mà thiếu nhi còn trẻ đó, hay là thấy á, mấy người Phật tử sơ cơ mà vô mà dạy cho họ pháp cú kinh rồi ha, dạy cho họ cũng như mà kệ rồi đó, quanh ganh phá gù nu bê tăng thì nó thích lắm. Chứ mà bắt nó đọc như mà tụng kinh vậy nè, nó không có chịu. Rồi sao, bắt nó học mà trung bộ kinh, tương ưng kinh rồi như vậy á, đâu có thích. Mà dạy gì, dạy mấy cái túc sanh truyện, chuyện tiền thân đức Phật đó ha. Rồi hoặc là những cái tích truyện của pháp cú kinh á, thì nó rất là thích. Chứ con bắt nó học mà đọc khô khan quá, nó có chịu. Cho nên á, có những cái chúng ta nương nhờ vào cái pháp thế gian. Chúng ta nương vào pháp thế gian để truyền đạt cái lời dạy tốt đẹp của Đức Phật. Thành ra đó, mỗi phương pháp nó có cái hay riêng. Nhưng mà tùy theo cái mức độ chúng ta vận dụng để đem đến cái lợi ích. Chứ chúng ta không nên mà chấp thủ quá. Thí dụ như có những cái trường hợp những cái người thì không có chịu kệ. Không, bây giờ là gì đó, cái giới là không nghe múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm rồi đó. Ở đây mình đừng có quá chấp vào những cái đó. Cái vấn đề mà nghe nhạc
xem hát rồi đó, là gì? Nó cuốn hút người ta, nó làm cho người ta cái tâm đắm nhiễm, si mê vào những cái đó. Nhưng mà ngược lại, chúng ta đem những cái bài kệ, nhưng mà ta kể về pháp cú kinh, hay là những cái tuồng tích mà nói về cái chuyện tiền thân Đức Phật, trong cái hạnh mà 10 cái pháp độ, thì nó đem đến gì? Đem đến cái người ta có cái sự hiểu biết. Chứ chúng ta đừng có quá chấp thủ, cứng nhắc không được. Nếu mà chúng ta cứng nhắc quá thì làm sao mà tế độ những cái người khác, trẻ em, rồi những cái người mà cái tâm hồn của chúng ta đó nó thích về cái du dương, mà bây giờ mà bắt học kinh hoài á, thì người ta không thích. Nhưng mà học pháp cú kinh rồi cho người ta kể rồi cái nào, ta là thích. Cho nên ấy là chúng ta phải hiểu như vậy, để mà có những lúc đâu phải cái tâm mình nó ấy hoài, có những lúc hành thiền rồi kia nọ rồi đó, cả ngày tiền hoài cũng ấy, mình tự mình đọc lên những cái câu kệ ngôn, những cái câu bài kệ động tâm, để mà mình thay đổi cách tu, đó thì cũng là một cái phương pháp, thấy không? Thành ra đó, tùy theo chúng ta sử dụng để mà đem đến cái sự an vui, để có sự tiến bộ trong sự tu tập là tốt. Mình đừng có để cái tâm của mình chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài, đó là cái điều, đó là cái điều quan trọng. Những cái phương tiện nào, những cái phương pháp nào mà để chúng ta có sự an ổn để tu tập thì cái điều đó là tốt, chứ không phải bây giờ đó, cứ là nhà tâm vách đất hoài, cứ phải đi chân không hoài, tu là phải ở nhà tâm cốc đất chứ không có ở được những cái cốc mà tốt đẹp. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng cho phép mà, đó, ông Đề Bà Lạt Đa ông xin với Đức Phật là chư tăng là phải suốt đời là đi bát ăn, suốt đời phải ở dưới cội cây, suốt đời phải giữ cái khổ hạnh. Đức Phật không cần, nếu mà không có thí chủ dân cúng thì cứ đi bát ăn, nếu mà không có thí chủ dân cốc liêu thì ở dưới cội cây, không có thí chủ dân cúng thì đi lượm giải bỏ giải dơ mái y mặc. Còn nếu mà có thí chủ dân cúng thỉnh mời trai tăng thì đến dự trai tăng, có thí chủ chúng ta tạo cốc liêu để dân cho mình thì mình cứ ở. Rồi nếu mà có thí chủ dân cúng y áo thì mình nhận. Thành ra cái điều quan trọng ở đây là chúng ta tránh cái sự tầm cầu, đi tìm kiếm. Còn nếu mà có phát sanh thì mình nhận, mình sống. Đâu có, cái đó là không có trái luật, thấy không? Thành ra đó, chúng ta phải tùy lúc, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh để chúng ta uyển chuyển sống cho nó phù hợp. Nhưng mà bất cứ trong cái hoàn cảnh nào là cũng phải giữ cái tâm ở trong tâm, ở trong thân của mình. Mình không có để nè cho cái tâm nó chạy theo
cái trần cảnh bên ngoài, không có dính mắc vào bất cứ những cái gì để tạo thêm phiền não khổ đau. Đó, thành ra đó tri túc rồi phải chấp nhận các cái điều kiện hoàn cảnh xung quanh thì như vậy á thì mình sẽ sống an vui, mình không có chấp thủ vào bất cứ cái nào. Còn nếu mà bây giờ mà nói đã phải như thế này, phải như thế kia thì sao? Chúng ta rơi vào cực đoan thì nó gây khó khăn trở ngại. Còn nếu mà bây giờ mình tùy thuận vào điều kiện hoàn cảnh, tùy duyên mình tế độ thì nó sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp, đem đến an vui. Do đó đó mà Đức Phật dạy chúng ta phải đi trên cái con đường trung đạo là như vậy, để đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thành ra đó quý vị thấy cũng tùy theo có những cái đối tượng mà Đức Phật phải giảng dạy từng tự pháp từ thấp đến cao, nhưng mà cũng có những cái chúng sanh thì những cái ông bà la môn rồi đó thì sao, mà nếu mà họ nói với họ mà bằng cái văn chương mà suông bình dân thì họ đâu có thích. Cũng phải nói lên những cái dần thơ dần kệ, nhưng mà cái dần thơ dần kệ này nó muốn truyền tải gì? Truyền tải cái lý đạo. Thì như vậy người ta mới có sự lắng nghe, ta lắng nghe, ta tìm hiểu, để rồi sao, để người ta mới thực hành. Thành ra đó tất cả nó là phương tiện, thơ văn nhạc gì đó nó là cái phương tiện để truyền tải. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái phương tiện này có đúng mục đích hay không? Đó, người ta chế tạo ra cái xe để làm cái phương tiện để di chuyển cho nó nhanh. Người ta chế tạo ra cái chiếc máy bay để tạo cái phương tiện cho nó nhanh, nó lẹ. Thấy không? Ta chế ra cái điện thoại là để có thể mà trao đổi, nói chuyện với nhau. Rồi ngay bây giờ quý vị đang nghe sư giảng này, nó cũng là cái phương tiện, cái phương tiện của cái truyền thông, cái đường truyền internet đó. Nhưng chúng ta sử dụng cái phương tiện này với mục đích gì, đem đến lợi ích hay là không lợi ích? Đó, bây giờ quý vị thấy có bao nhiêu người có cái tâm hướng về cái chánh pháp trên cái phương tiện này, không? Còn lại là cả ngàn cái rung, họ là nghe nhạc rồi đủ thứ chuyện trên đời, rồi luận chánh trị chánh em rồi đủ thứ hết, muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà những người mà thực tâm mà tìm hiểu Phật pháp để tu tập thì nó rất là ít. Thành ra hồi đầu chính ngay sư cũng hơi cực đó. Hồi đó sư nghe một cái vị hòa thượng nói: ơi, ba cái đồ quỷ internet đó, vô đó mất công, cái đó là dành cho cái đám mà dư công rỗi nghề. Rồi nó lên trển nó bàn luận nó tùm lum tà la lắm. Cho nên đó là sư cũng hơi cực đoan, thôi không có vô. Rồi
mấy đứa em nó mua cho cái điện thoại. À, điện thoại hồi đó mới đó là cái Nokia này đó. Nokia hồi đó là trắng đen nha, 2003, 2004 đó. À, thằng em nó xài cũng nửa sạc rồi, nó xài cũng 1-2 năm rồi. À, nó mới đưa. Thầy sư không có lấy, nó thôi đi. À, tụi bay xài gì xài đi, sư không có xài. Cái nó mới nói chứ trời ơi, thì sư cứ lấy đi. À, để có khi nào mà ở nhà muốn muốn nói chuyện rồi sư hỏi thăm sư rồi cũng được. À, đó, à, thôi mình cũng xài, mình cũng lấy. Mà tối ngày sư đâu có bỏ, bỏ trong mình đâu. Đâu có khi nào mà cái điện thoại mà ở trong túi quăng ở trong cái dèm bỏ anh bạn trong cốc á. Trời ơi, nó gọi thôi lu bù xứ. Tới chiều, tới tối mở ra thấy thôi. Quá trời cuộc gọi nhỡ. À, rồi cái buổi sáng làm sao mới gọi lại. Cái nói trời ơi, à, mua điện thoại cho sư mà. Mỗi lần mình gọi cho sư cả chục lần sư cũng không trả lời nữa. Thật ra đó, biết không? À, có đôi lúc tại vì mình không có chú tâm vào ba cái chuyện đó. Cái chuyện quan trọng của mình là tụng kinh, hành thiền, học pháp rồi cái nọ, chứ không có luôn qua cái chuyện đó. Chứ em nghĩ mình cũng không có xã giao rồi với ai, mình cũng ấy tối ngày có ai gọi đâu. À, cho nên mình không quan tâm tới ba cái phương tiện bên ngoài. À, nhưng mà có những lúc lỡ mà mình bệnh quản đồ bất ngờ đó, mình gọi, mình liên hệ với những người khác, với người thân mình cũng đỡ. Đó, thành ra đó, tất cả nó là cái phương tiện, nhưng cái mục đích nó khác nhau. Cái quan trọng là chúng ta sử dụng những cái phương tiện này nó như thế nào. Nếu mà những cái thơ văn nhạc kịch mà nó lôi cuốn đắm nhiễm đè vào những cái tham ái phiền não thì cái đó chúng ta phải tránh xa. Nhưng mà những cái kệ ngôn rồi thơ văn rồi mà truyền tải gì, nó truyền tải cái ý đạo, nó đem đến cái sự tu tập, nó đem đến cái hiểu biết trí tuệ, thì cái điều đó mình có thể mình sử dụng, chứ mình đừng có quá chấp thủ cứng nhắc thì sẽ khó khăn. Thành ra đó, trong cái bài câu thứ 10 này đó, là người thi sĩ ở đây đó, thì cũng chúng ta phải hiểu người thi sĩ ở đây đó viết nên những cái dòng thơ, nhưng mà dòng thơ này á, nó mang cái ý gì? Mang nếu mà những cái ý mà tham ái dục lạc lôi cuốn cái trần, để chúng ta dính mắc vào cái trần cảnh bên ngoài thì mình phải tránh xa, mình loại trừ. Còn nếu mà những cái dòng thơ, những cái bài nhạc mà nó tán dương ân đức Tam Bảo, nó nói lên, nó truyền đạt cái lời dạy của Đức Phật, truyền dạy lời dạy của bậc thánh nhân, để chúng ta có hiểu biết, để chúng ta tu tập, để chúng ta thực hành, thì cái điều đó nó đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Cho nên á, là chúng ta cũng phải vận dụng tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, chúng ta sử dụng những cái phương tiện cho nó đem đúng mục đích của đời sống tu tập, thì nó là tốt đẹp, lợi ích. Còn nếu mà những cái phương tiện này nó gây cho chúng ta chấp thủ dính mắc vào phiền não, nó lôi cuốn chúng ta vào cái trần cảnh bên ngoài, thì chúng ta phải tránh xa, phải loại từ. Thì qua cái bài học ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và hôm nay thì cái bài này nó là cũng cái bài cuối của cái phẩm thứ 6.
Và cũng còn thời gian, không còn mấy ngày nữa thì cũng chuẩn bị ra hạ rồi. Dân y thì chắc cũng kính xin ngài Trí Đức cũng như là đạo tràng sư tạm nghỉ thời gian để chuẩn bị cho cái cuộc lễ dân y. Thì ở đây thì ngày 8 tây tháng 11 sẽ làm cái lễ dân y cũng đơn giản để làm cái lễ để cho thí chủ có tạo phước. Em cũng xin tạm nghỉ thời gian và sau cái mùa lễ hội dân y thì sẽ vào sinh hoạt trở lại. Và với phước báo là tạo kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, và kính chúc tất cả quý tu nữ như quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, nỗ lực tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Và trong mùa lễ hội dân y thì quý vị tạo được nhiều cái thiện sự tốt đẹp, rồi sau đó nếu mà còn nhân duyên, còn nhân duyên mà sức khỏe đầy đủ rồi chứ không biết lúc đó tình hình nó như thế nào. Nếu mà còn sức khỏe rồi các cái điều kiện tốt đẹp thì sẽ vào sinh hoạt trở lại để cùng thảo luận chia sẻ rồi với quý vị những cái điều mà lời dạy của Đức Phật. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ giới thiện sự, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, tránh khỏi những khổ đau bệnh tật, những tai ương. Tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc và tu tập. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú lành thai. Còn xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp thành rất là nhiều. Dạ, sư đã tận tình giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng kính chúc sư có nhiều sức khỏe. Sau mùa dân y thì sư trở lại đạo tràng chúng con để chúng con được học những bài pháp lợi ích cho đời này và lợi ích về sau. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, kính chúc sư có sức khỏe. Năm nay không còn không hy vọng gì về Việt Nam mùa dân y rồi. Dạ, đến giờ này thì con không có hy vọng gì rồi. Con mong mong vô cùng nhưng mà không còn cơ hội rồi. Dạ, không biết qua mùa dân y rồi tới khi nào mới có thuốc ngừa thì qua mai con mới về Việt Nam được. Còn hiện tại bây giờ Việt Nam mà cách ly mười mấy ngày rồi tiền bạc tùm lum chắc chết. Dạ, nên thôi đành ở lại xứ người. Một mùa dân y vắng bóng ở Việt Nam. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Alo, dạ, đạo tràng có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con nghe sư giá Việt rum, nghe bùi ngùi làm sao. Dạ, rất là buồn. Nhưng mà không sao, buồn một chút xíu thôi. Dân y, dạ, dân y thì là một niềm hạnh phúc cho những người Phật tử theo Phật giáo Nam truyền, và cũng là quý ngài được lên một hạ, một điều rất là lợi ích cho chúng con. Nào, một mùa lễ dân y thì con cảm nhận mấy năm mà con được về bình thường là giờ này là con đã sắp sửa rồi, giá máy bay đã mua xong hết rồi, và chỉ còn cái sắp đồ để về. Nhưng mà năm nay nhìn hoài nhìn mãi không có hy vọng gì để về, cũng rất là buồn. Dạ, buồn lắm nàng luôn á. Nhưng mà thôi thì đành ngậm ngùi nghe từ xa bình sư. Dạ, nghe từ xa những cái chùa thân quen mà năm nào con cũng đi. Con nhớ lúc mùa dân y về 12 giờ đêm rồi. Dạ, là 4 giờ rưỡi sáng là sư bắp tính gọi, dì ơi dì đi ra ngang ngay chỗ đó ngang,
sư ba sư đấng đi đi chùa Phước Pháp Quang ngay gì 12 giờ đêm về nhà là 4 giờ sáng con đã đi rồi. Dạ, nên là mấy đứa con nó nói thiệt là con sợ bà ngoại luôn, con phải nói là con bái phục bà ngoại luôn. Đi cái gì mà đi từ sáng gì đó mà nửa đêm đi, đi được từ sáng ngày mai đi tiếp, mà bữa nào đi xa xa thí dụ như đi siêu Lý Vĩnh Long chùa Viên Giác đồ thì 2 giờ đêm đi mất tiêu rồi. Vậy nhưng mà con cũng có những kẻ đồng hành với con và những đứa cháu nội cháu ngoại của con mà nói đi đi chùa một cái là rồi 2-3 giờ đêm gì kia một tiếng là nó ngồi vậy nó chạy liền để nó sợ con bỏ nó. Tại vì đi với chị Tăng mà. Nên giờ nhà sư nói tới mùa dân y sư chưa nghĩ vào lớp học. Thì buồn thì buồn, nhưng mà cũng buồn vui lẫn lộn mà sư. Và con một lần nữa, nhà chưa biết nữa, bây giờ còn tùy duyên á. Dạ, một lần nữa con sẽ thay mặt đạo tràng kính chúc sức khỏe sư nha sư nha. Sư ráng giữ gìn sức khỏe trong mùa dân y, qua mùa dân y rồi. Một tháng dừng y rồi sư trở lại đạo tràng với chúng con. Rồi bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Kim Nhung, hay mời quý vị nào có thể lên chia sẻ cái ý nghĩ của mình. Rồi thì có câu hỏi gì thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị nha. Ngày nay cố gắng đi móc túi ngài đi. Nhật Quỳnh Giang Nhật Hà, dạ cố gắng móc túi ngài Thượng Tọa Pháp Thanh đi. Để sư sẽ nghỉ tới 4 năm tuần nữa nha quý vị. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có một câu hỏi trong cái bài này đó. Thì ví dụ như những cái câu kệ thì văn tự thì chẳng hạn như những cái câu Pali, văn tự thì luôn luôn là không thay đổi, cái kệ ý cũng không thay đổi. Nhưng mà âm vận thì tùy thuộc vào cái người thi nhân, mỗi người kệ mỗi vẻ. Nước này thì kệ theo kiểu này, nước kia thì kệ theo kiểu kia. Phía bên Ấn Độ thì có cái giọng theo cái kiểu mà cái tông của Ấn Độ, mà bên Sri Lanka thì có cái giọng của Sri Lanka. Thì làm thế nào mà để một cái người kệ mà để cho nó sẽ phát huy hết quy lực cái câu kệ đó, có những cái điều kiện nào và sư có thể chia sẻ thêm để tụi con được học hỏi. Và con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì quý vị biết rằng các cái pháp thế gian á, thì nó muôn màu muôn vẻ. Bây giờ mình nắm ngay cái căn cái gốc của nó. Còn quý vị thấy không? Ở trong một cái quốc độ, một nước thôi, nhưng mà cái tiếng nói mỗi vùng miền là nó đã khác nhau rồi. Ở miền Nam thì nói cái giọng khác, miền Trung thì nói giọng khác, miền Bắc thì nói cái giọng khác. Nhưng mà nội mà cái một cái vùng miền miền Nam mà nó tùy theo nữa. Đó, rồi miền Trung á, mà ở Bình Định nó khác, mà Quảng Ngãi nó khác, rồi Huế nó khác, mà Quảng Trị nó khác nhau đó. Thành ra tùy theo cái vùng miền. Mà khi mà mình nói là cái gì, cái khẩu biểu tri, miễn làm sao mình nói sao mà người ta có thể người ta hiểu được.
hiểu được cái ý mình muốn muốn truyền tải là được rồi. Ha? Chứ bây giờ mình đừng kêu cái người người Bình Định mà nói như ở trong giọng ở trong Sài Gòn là không được. À, người Bình Định mà bắt họ nói giọng Hà Nội rồi họ nói không được rồi. Ha? À, cái người mà ở Quảng Trị mà kêu mà bắt buộc họ phải nói y như cái người ở Sài Gòn không được. Đó, thành ra đó chúng ta phải cũng nương vào cái thế gian. À, cái pháp thế gian thì nó là như vậy. À, nhưng mà chúng ta đừng có dính mắc quá. À, ở đây ví dụ như cái cách kệ thì nó nhiều cách. À, khi mà kệ là có nhiều lúc cái quý vị thấy không, cái đoạn âm nó trở thành cái trường âm. À, tại vì cái nguyên tắc của cái kệ nó theo cái âm vận, giống như sư nói là bằng bằng trắc trắc bằng bằng ấy. Thành ra trong cái quy luật của nó cũng có những cái ngoại lệ. Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải hiểu được cái nguồn gốc của nó, thì mình sẽ sống vững. Thì tất cả nó là gì? Nó là khẩu biểu trì. Mà nếu mà có nhiều lúc mà quý vị thấy rằng mình nói mà người ta không hiểu, mình phải ra dấu là thân biểu trì. Thì qua cái khẩu biểu trì, cái thân biểu trì này đó, để gì? Để làm sao mà người ta hiểu được cái ý của mình. Mình cần cái gì, mình muốn cái gì. Đó, mà nếu mà mình qua cái khẩu biểu trì, nhưng mà bây giờ cái ngôn ngữ nó có thể bất đồng, mình có thể ra dấu. Ra dấu để người ta có thể người ta hiểu được, hoặc là mình có thể mình viết chữ gì đó, đó để người ta hiểu được là tốt. Điều quan trọng là chúng ta phải nắm từ cái căn, cái gốc của nó. Bây giờ kệ sao kệ, nhưng mà quý vị nắm ngay được cái từ ngữ Pali, ngay cái căn gốc, quý vị hiểu được cái từ này là được. Thấy không? Còn kệ theo cái cách nào, kệ theo Miến Điện, kệ theo Ấn Độ, kệ theo Tích Lan, kệ theo Thái Lan gì đó, thì mỗi nước người ta có cái cách thức người ta kệ khác nhau mà. Đó, nhưng mà không mất cái căn bản, cái gốc và cái từ ngữ của Pali, và sao là truyền tải đúng cái lời dạy của Đức Phật. Còn cái âm vận nó cái âm vận nó du dương, nhưng mà sao nó truyền tải không đúng cái ý định đó, thì nó cũng không có đạt. Thành ra quý vị thấy không, trong cái pháp cú kinh đó, thì có cái ví dụ như cái trường hợp mà ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài dịch thì nó sát nghĩa, sát nghĩa đúng với cái ngôn ngữ từ Bali chuyển ra tiếng Việt, nhưng mà ngài không có chú trọng về cái âm vận quá. Còn những cái vị khác đó, ví dụ như ngài Giới Đức, cũng dịch, nhưng mà vì ngài Giới Đức là nhà thơ mà, cho nên á ngài Giới Đức đó, thì ngài dịch ra vừa giữ cho nó mang đúng ý nghĩa, nhưng mà đó nó hay hơn, nó văn điệu rồi nó hay hơn. Để sao? Để người ta thích hơn. Thí dụ như đọc mà nó trúc trắc, nó thô cứng quá thì nó khó nhớ. Nhưng mà mình làm theo cái văn dần ấy, thì người ta thích hơn, người ta dễ nhớ hơn. Thí dụ như cũng có nhiều cái câu
mà khi mình đọc rồi đó, thì mình thấy mình mà nếu mà nó chuyển thể ra là cái văn lục bát thể thơ đó thì dễ nhớ hơn. Ví dụ như cái câu là cho dù bay giữa lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù bể thẳm hang sâu, không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. Thì tự nhiên khi mà mình đọc cái câu đó, cái mình nhớ mà nó ăn sâu rồi. Hay là cái câu mà gì đó, thành ra có những cái bài mà nó dân dần á mình dễ nhớ. Sau này thì ngài Hòa Thượng Viên Minh cũng có soạn để mà những cái bài kinh mà thể theo thể thơ đó cho người ta dễ học dễ nhớ đó. Thành ra đó, cái âm vận cái lên xuống trầm bổng thể thơ thể gì á, cái kệ cách này hoặc cách khác theo quốc độ khác, thì cái đó là cái bên ngoài. Cái điều quan trọng là sao, là phải giữ cho đúng được cái ý nghĩa, cái căn cái gốc của nó là cái điều quan trọng. Đó, thành ra đó, thành ra chúng ta phải hiểu. Thành ra cái kinh Bali á, là sở dĩ mà nó ít mà nó còn giữ được cái tinh túy cái lời dạy của Đức Phật là vì người các cái vị đó là trưởng lão là nắm từ cái căn cái gốc nó là quan trọng. Còn cái phiên dịch rồi cái chuyển ngữ như thế này thế kia thế nọ đó là phải, nhưng mà phải giữ được cái lời dạy, cái ý nghĩa đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, nó là cái điều mà cốt lõi, nó là quan trọng. Còn khổ theo thế này thế kia rồi dần điệu rồi kệ cách này cách khác thì cái đó là nó chỉ là cái phụ trợ mà thôi. Cái điều quan trọng là chúng ta phải nắm được cái căn gốc, cái ý nghĩa của cái lời dạy của Đức Phật thì đúng. Xin giải đáp cái thắc mắc của chú Giang Nhất Hà. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, sa thú, và dạ, con xin cảm ơn sư. Dạ, cho con hỏi thêm một cái câu kế tiếp theo nữa. Thì cái nghĩa thì mình cần phải giữ cho đúng, nhưng mà chẳng hạn như là nhiều khi cái giọng vùng miền á thì mình chấp nhận được, nhưng mà nếu mà có một số như vùng miền mà giọng mà như chữ N đọc thành chữ L, hoặc là như việc như ngoài Bắc hoặc là trong Nam thì chữ Huy kêu là mình kêu là Huy, thì có nhiều khi nó lại thay đổi cái nghĩa của cái ngôn từ, thì những cái điểm này mình có cần ráng để khắc phục không sư? Tại con thấy có một số người khắc phục thì rất là tốt, mà nếu mà không khéo những cái điểm như vậy thì có thể nó làm thay đổi cái nghĩa của cái ngôn từ. Dạ con xin sư giảng thêm một chút xíu. Dạ con xin tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì ở mỗi cái vùng miền thì nó có cái giọng khác nhau. Cái đó là gọi là cái gì? Cái chế định. Cái chế định của cái ở cái vùng miền đó. Mà bây giờ mình sửa đổi, mình bắt người ta sửa nó rất là khó. Thành ra đó mình phải sửa chính mình. Thành ra đó tục ngữ nói sao hả, mà đáo gian á thì khúc, mà đáo gia thì tùy tục. Bây giờ
mình đi tới cái khúc sông đó, đó nó hoằng mèo, nó quanh co, là tại vì thiên nhiên nó đã như vậy rồi. Bây giờ mình bắt cái sông mà nó ngay thẳng lại sao được. Thành ra đó, thành ra mình khó mà sửa đổi cái bên ngoài lắm, mà mình phải sửa đổi ở trong tâm mình. Bây giờ mình muốn như vậy mình phải hòa theo đó, đúng không? Đi ra cái vùng mà Hải Phòng á thì phải nói vậy, thế lại là thế lào. Còn mà hả, mà đi vô Quảng Nam á, em không em thì tắt cái đèn đi ngủ, đúng không? Đó. Rồi nếu mà đi về dưới miền Tây á, thì chữ R nó thành chữ ấy, cái rế mà để nồi cơm á, nó nói thành cái ghế, đó. Để về xứ bánh tre mà nó là bánh tè, trái dừa nó nói là tái dừa, con cá rô nó là con cá gô bỏ một gỗ nhảy nhà gồ gồ, không? Thành ra cái thế gian ấy, thì nó khó nói gì lắm. Quý vị thấy nội mà cái tiếng Anh thôi, cái tiếng Anh mà ở tại bên Anh thì nó khác, mà cái tiếng Anh mà Mỹ là cái giọng nó khác. Cái tiếng Anh như mà nói ở Australia, bên Úc, hay là bên New Zealand là nó khác rồi. Thành ra đó, khi mà mình biết vậy đó, nhiều vị giỏi tiếng Anh lắm chứ, nhưng mà qua bên Miến Điện á, nghe người Miến họ nói gì cũng nổi. Phải nghe rồi phải học lại. Biết tiếng Anh nhưng mà qua Ấn Độ á, gặp mấy cái người Ấn mà nói tiếng Anh rồi thôi cũng chịu thua. Đó, thành ra đó, thành ra mình phải sửa chính mình để mà mình hiểu được cái truyền đạt của người ta. Chứ bây giờ mình muốn hòa nhập, mình ở đó thì mình phải sửa mình hòa với ở đó. Cho nên á là mình phải sửa mình để mình hòa nhập với đó, thì mình sẽ an ổn, không? Cứ về dưới miền Tây, về Bến Tre mà đúng cái chữ T thì nó không có chịu. Ở đây người ta nói vậy mà mình mới nói trật, không? Quý vị thấy ở Chư Tăng cũng vậy, giữa Việt Nam với Thái Lan á thì tụng giống nhau, nhưng mà đi về dưới miền Tây, dưới Trà Vinh, Trà Giá rồi đó, tụng á thì Chư Tăng ở dưới họ tụng cũng khác. Ví dụ mình là Thăm Ma, họ là Thăm Mia. Thì mấy vị dưới người ta nói, người ta đọc vậy mới đúng á, mấy ông ở trên này đọc trật. Tại sao? Tại vì do cái chế định tục đế của mỗi vùng miền. Nhưng mà bây giờ là Tham Ma, Tham Mia gì á, mình nắm ngay cái căn gốc của cái chữ Bali này á, thì nó không sai khác. Đọc gì đó đọc, nhưng mà mình nắm ngay cái căn gốc nó thì mình không ấy. Ví dụ ở bên Việt Nam mình đọc là Nam Mô Tát Xá, mà ở bên Miến Điện họ đọc là Nam Mô Tát Tát. Đó, tại sao? Tại vì cái bên bển họ chế định cái chữ S nó thành chữ T rồi. Bây giờ mình sửa đổi vậy không được, tại vì tất cả chư tăng dùng đó ta đọc vậy đó, mình phải đọc theo, chứ mình không sửa đổi ta được. Thành ra thôi, bây giờ á mình muốn ở đó thì mình phải sửa theo người ta để mình hòa nhập
à, còn mà hả mình không sửa được thì phải mình về cái chỗ của mình, mình ở không? Anh nó khổ vậy đó. À, mình thấy có những cái nó rất là hay nha, nhưng mà bây giờ mình sửa không được đó. Bây giờ á là quý vị thấy không, ở Việt Nam mình á thì thôi cái đám tang lu bu làm đủ thứ, là kèn là trống rồi giấy tiền vàng bạc rồi đủ thứ chuyện vàng mã không à, mà mình thấy cái đó là cái phí phạm không đúng à. Mình nói ra thôi bây giờ làm đơn giản lại gọn nhẹ à, thấy không, ở bên Miến Điện người ta làm rất là đơn giản à. Ta nói chứ ở đây là vậy đó, còn ông không thích thì ông ra qua Miến Điện mà ở. Thành ra sao vậy, thì thôi cái chuyện cái tục đế mà cái chế định định đặt của thế gian nó là vậy, mà đừng có sửa đổi người ta à. Ở bên bển á ta làm nó rất là hợp theo cái lẽ đạo à, thay vì mà đám cưới này, sinh nhật rồi đó là ta đem đến cái trường thiền à, hay là chùa chiền ta làm á, thay vì mà dòng họ mà cho tiền bạc đồ cho cô dâu chú rể không, thì á ở bển là ta lấy cái phần đó ta đem đến ta dâng cúng cho chư tăng à, rồi chư tăng sẽ phúc chúc cho cái cô dâu chú rể à. Sinh nhật á, là cũng vậy, thay vì mua quà à, vật dụng rồi cho cái đứa bé thì người ta dâng cúng đến chư tăng kia yeah. Rồi chư tăng phúc chúc cho cái đứa bé này cho nó có phước à. Nhưng mà bây giờ mà ở việc mà kêu họ làm kiểu đó là không có được à. Cho nên á là mình á đừng có biểu người ta phải sửa đổi, mà mình phải sửa đổi để cho hòa hợp với chỗ đó à. Mình sống như thế nào để hòa hợp thì nó sẽ đem đến cái sự an vui à, quý vị thấy không à, trong cái cỗ máy á, nó vận hành suôn sẻ là sao, nhờ các cái bộ phận à, cơ phận á, nó vận hành à, hòa hợp với nhau trơn tru à. Còn mà có một cái bộ phận nào đó mà nó chỏi à, nó khác lạ hơn ta đó thì sao, thì cái máy nó sẽ vận hành không có suôn sẻ đó, vậy thôi. Thành ra đó tốt nhất là mình phải sửa cái tâm của mình à. Đó bây giờ đó, trời nắng nóng quá nha. Ở trong miền Nam á, thì lúc đó là mùa mưa rồi, nhưng mà ở ngoài miền Trung, ở Đà Nẵng là ở Phan Rang Thiên Tiến rồi, nó còn rất là nóng. Bây giờ mình làm sao mình sửa đổi được à, nếu mình có tiền mình mua máy lạnh rồi kia nọ thì khác. Còn bây giờ nếu mà mình uống ở đó thì phải chấp nhận à, thì tại thời tiết nó vậy à, mình chấp nhận nó thì mình sẽ an ổn. Còn mình cứ cạm ra mình muốn thế này muốn thế kia muốn thế nọ mà làm sao mình sửa đổi được à, thành ra mình càng bực bội khó chịu rực rãi à, thì mình làm cho cái tâm mình khổ à, tốt nhất là thôi bây giờ ở trong miền Nam thì lúc này mưa rồi, nhưng mà ra đây nó phải như vậy, mình chấp nhận thì sẽ đem đến sự an vui à. Còn nếu mình có phước có tiền nhiều à, thì mình sửa đổi lại gấp máy lạnh rồi thì nó khỏe hơn à, thành ra à, cái tốt nhất là mình sửa đổi ngay chính mình, sửa cái nội tâm của mình để mình có cái thái độ à, chấp nhận à, tri túc à, với cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài à, thì sẽ đem đến sự an vui à. Và chủ gia nước nhà nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị ạ. Dạ, thưa sư, con cũng có cái thắc mắc là như hồi nãy sư cũng nói rồi, con cũng nhận thấy là cái khi mà mình phát âm á, thì mỗi nơi nó mỗi khác, nhưng mà theo như cái bài dạy bài Bali mà dạy á, thì chữ A mình phải đọc là A, người ta cũng phiên âm là như vậy, nhưng mà ở vùng miền Tây thì nó đọc thành E. Thì con cũng khi mà con đi xuống dưới miền Tây, con nghe những cái bài kinh mà Chư Tăng ở dưới đó đọc đó, thì con cũng thắc mắc là khi mà mình phát âm những từ như vậy á, chữ V thì mình đọc là chữ W, rồi A thì mình đọc E, thì khi mà những cái bài mà liên hệ đến chư thiên rồi thì như vậy á, thì khi mà họ nghe thì không biết là họ có hiểu đúng, mặc dù cái căn nhiều khi cái căn nó cũng khác cái từ nữa, cái căn cái từ mình đọc là khác và cái căn nó cũng khác nữa. Thì con là cái thắc mắc ở trong tâm con là con nghĩ là không biết chư thiên có nghe có hiểu không, và rồi nếu mà họ nghe họ không hiểu rồi họ nghe qua một cái từ khác rồi họ giận thì làm sao. Cái đó là cái ý của con thôi ạ. Nhưng mà con nghe sư nói là thôi thì mình cứ đọc theo mình biết mình thôi, thì con thấy như vậy cũng được ạ. Dạ, mình cứ biết mình thôi ạ. Dạ, thưa sư, còn cái bài hôm nay ạ, khi mà con chị Nhật Huỳnh mà bốt bài lên á, dạ con không hiểu cái bài này có nói về cái gì ạ. Và khi mà đọc tới đọc lui thì con cũng chỉ hiểu là một người thi sĩ thì nói lên cái cách làm thơ như thế nào, rồi và Đức Phật đã chỉ bày cái cách làm thơ làm vần âm điệu câu cú. Nhưng mà khi qua cái cách giảng qua cái bài giảng của sư, cái cách đi đường vòng, thì con cũng hiểu được là cái người mà làm thơ, người làm thi sĩ ấy, là chúng sanh ấy, chúng sanh của mình, đại diện cho chúng sanh của mình, là muốn làm bài thơ hay thì mình phải mơ tưởng, mình phải bay bổng, như vậy thì bài thơ nó mới hay, nó mới cuốn hút, nó mới dính mắt. Nhưng mà người tu của mình ấy, thì không được như vậy, mình phải quay lại chính mình không được bay bổng, mình không có nên suy tư nhiều, và như vậy thì nó sẽ là điên đường, điên đảo tưởng, thành ra là mình sẽ bị rất là nhiều phiền não, và như vậy mình rất là đau khổ. Dạ, con cũng hiểu được điều đó. Và Đức Phật thì cũng có khuyên mình là, cũng đã dạy mình là mình phải quay lại chính mình, không nên dính mắc, và phải thường xuyên có niệm, và từ cái niệm đó thì đưa đến chánh niệm. Dạ, con cũng hiểu điều đó. Nhưng mà riêng đối với con á, thì cái việc mà niệm á, con chưa được thường xuyên, con vẫn đang tập. Sao con thấy nó khó lắm. Con không có giữ được thường xuyên, con có lúc nhớ lúc quên, và thường xuyên thì con quên nhiều hơn ạ. Và khi mà có một vấn đề xảy ra, thì con thấy cái mình nhận được sân tham, thì cái sân cái tham nó đã nhiều lắm rồi, và mình đã qua thân khẩu ý mất rồi, thì lại con lại thấy là mình cái tâm của mình là bị si nó bao phủ. Tức là khi mà mình nhìn ra một cái vấn đề gì đó thì cái vấn đề đó nó đã qua rồi, và mình cũng đã xử sự cái vấn đề đó chưa được tốt, thì con lại cũng lại cố gắng. Thì con muốn sư, nhờ sư dạy, chỉ dạy giúp con là mình làm sao mà mình niệm làm sao mà nó càng ngày nó càng liên tục hơn, để mình bớt được cái phiền não trong cuộc sống, để mình có cuộc sống an lạc. Dạ, kính thỉnh sư chỉ dạy giúp con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Thì như nãy sư nói đó, có nhiều lúc đó, tất cả nó là cái phương tiện, thì tùy theo cái phương tiện để mà mình truyền đạt, truyền tải cái gì, những cái gì nó tốt đẹp. Rồi ví dụ
Bây giờ quý vị thấy rằng bây giờ họ sáng tác nhiều cái bài hát mà nó ca ngợi về Phật Pháp rồi chẳng hạn. Sư có nghe cái bài mà Phật là ánh từ quang đó. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng gì đó. Đó. Thành ra đó, cái này là nó cũng nói lên cái gì? Cái ca ngợi về cái ân đức Phật gì đó. Nó đem đến cái lợi ích, cái trí tuệ, cái hiểu biết. Thành ra đó, thành ra bây giờ mấy đứa nhỏ mà bắt nó học kinh rồi đó, thì nó không thích. Nhưng mà giờ cho nó cái đĩa này, cái bài hát đó, để nó nghe thì nó chịu. Thấy không? Rồi cái tâm của mình đó, thì nó, quý vị biết là nó vận hành rất là nhanh. Hồi đó giờ á, là cái tốc độ mà xâm diệt của tâm á, nó rất nhanh này. Mà cái sự tu tập của mình á, là mới tập mà. Thành ra mà mình muốn mà bắt kịp nó là rất là khó. Đó. Cho nên á, là bây giờ mình đang tập mà. Mình bực bội, mình la hét, quơ tay múa chân. Nhưng mà mình nhận thức, mình biết mình xong là có tiến bộ rồi. Phải không? Hồi nếu mà mình chưa có học, mình chưa có biết được, mình chưa biết cái sự cái lộ trình tâm á, cái trạng thái tâm quân bình là như thế nào, mà khi trạng thái cái tâm nó sân hận lên là như thế nào, cái tâm nó tham đắm đắm nhiễm là như thế nào, thế nào thế nào. Hồi đó là mình đâu biết đâu. Nhưng mà bởi vì cái nhận thức, cái hiểu biết mình á, nó còn non yếu, nó chậm. Nhưng mà mình nhận biết rằng mình đang có tham là mình có tiến bộ đó, mình có trí tuệ đó. Mình la hét rồi mình mới chợt nhớ, trời ơi, sân quá. Là vậy đó, tiến bộ đó, từng bước. Đó, hồi đó giờ là cái phiền não tham sân si nó lôi cuốn mình thôi, mình chìm đắm trong đó mình không biết. Mà bây giờ nó lôi đi mình đi đoạn, mình biết được là mình biết, mình nhận thức được, mình điểm mặt nó, đây là tham, đây là sân, đây là si. Là mình có sự tiến bộ trong cái sự học hỏi tu tập rồi đó. Thấy không? Đó. Thì từng bước cho đến khi mà mình quan sát, mình kiểm soát cái tâm mình, cái khi mà cái tạc ý nó vừa khởi lên, cái bực bội nó vừa khởi lên, cái tham muốn dính mắc nó vừa khởi lên, mình nhận thức được là cái đó là cao luôn, mức độ cái trí tuệ, cái sự tu tập, cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó cao hơn nữa. Thành ra cái gì cũng vậy, phải đi từng bước. Mình quay lại mình nhận thức được, trời đất ơi, hồi đó giờ tôi biết ai về đâu, cái sân của tôi nó quá là lớn luôn, cái sân của tôi nó gỡ cỡ bằng cái sân Mỹ Đình luôn. Là giỏi rồi đó. Cái còn hồi đó cái sân nó bằng cả cái tỉnh, cả cái huyện, cả cái thành phố mình đâu biết đâu. Tại nó làm tôi bực bội, với tôi tự nhiên tôi khùng, tự nhiên mà tôi bực bội. Thấy không? Mình chưa nhận thức được. Còn bây giờ khi mà sân hận ấy lên rồi, mình buông ra những cái lời ấy thế này thế khác, mình quơ tay múa chân, nhưng mà mình kịp thời mình nhận thức được, mình biết mình sanh, mình dừng ngay chỗ đó là cũng có sự tiến bộ rồi. Mai mốt mà nó vừa là mình bừng nó, mình sanh chẳng kịp thời là hay nè. Mai mốt mà tới cái độ mà khi mà mình kiểm soát được cái bực bội sân hận nó vừa khởi lên, muốn nói ra
muốn hành động, mình kịp thời mình nhìn cái tác ý để mình chặn đứng, là cái mức độ tiến bộ nó cao hơn. Thành ra đó, mình tu tập mà, mình còn phạm nhân, rồi mình còn phạm nhân là mình còn lỗi lầm, bởi vì cái tâm mình có nó còn đầy rẫy những cái phiền não. Tại sao cái tu tập của mình mỗi ngày nó tiến bộ một mức độ, để chi? Để mình quay lại mình nhìn chính mình và sao mình tha thứ cho người khác. Họ cũng là phàm nhân mà, họ cũng còn phiền não, họ cũng đầy rẫy tham sân si, tội nghiệp cho họ, chứ đừng có chấp gì. Còn hồi đó đó mày mấy tại mày nói tao mà sân si tao, thành ra tao phải sân si lại. Thành ra đó có mỗi lúc á, cái nhờ có cái sự tu tập của mình á, nhờ có sự kiểm soát, mỗi ngày cái mức độ cái chánh niệm tỉnh giác của mình á, nó tiến bộ, thì mình sẽ thấy được. Thành ra đó mình phải quay lại nhìn chính mình, rồi á mình nhìn thấy mình, rồi mình mới thấy người khác. Khi mà mình hiểu được chính mình á, thì mình hiểu được người. Rồi khi mà mình hiểu được rồi á, mình mới không chấp, mình mới buông xả, tha thứ cho người khác. Thì khi mà mình chấp nhận, mình buông xả, mình tha thứ thì mình sẽ được an ổn. Còn hồi đó đó mình chưa tu, mày nói nha, mày nói nhớ nha cái lời nói của mình á, cái lời nói của mày tao nhớ cho tới chết, tao nhớ cho tới già. Tại sao? Tại vì mình chấp thủ, mình cột trói, rồi mình tự đại đỏ, tự giày xéo, tự làm khổ mình chứ ích lợi gì đâu. Không? Cho nên á, mình hiểu biết, mình quan sát, rồi ngay chính nội tâm mình, để mình hiểu được mình. Hiểu được mình thì hiểu được người khác, và hiểu được người khác rồi đó, thì tất cả những cái phiền não là do gì? Do tham sân si nó sinh khởi. Thành ra mình nhớ, cái pháp tham, cái pháp sân, cái pháp bất thiện nó đang hiện khởi ở trong chúng sanh đó. Còn hồi đó mình biết, mình nói là cái người này, người kia, người nọ, ông A, ông B, ông C, cô bà B, bà D gì đó, đang nói tôi đó, mà mình đau khổ. Còn bây giờ mình thấy tham sân si ai cũng có, phiền não ai cũng có, ai cũng đầy rẫy, còn phàm nhân là còn đầy rẫy những cái phiền não. Mình hiểu biết như vậy thì mình sẽ xả bỏ, mình không chấp thủ, mình không có nhớ tới già tới chết mình chi cho nó khổ. Tự nhiên đâu mình khùng quá, chuyện ba lát ba sàm ở đâu mình đem vô trong tâm mình, cái tâm mình để cho an tịnh, để mình ấy, mình sống ở trong Phật pháp nó mát mẻ, nó an vui không? Tự ba nhiên ba chi ba cái phiền não, những cái âm thanh không có tốt đẹp, những cái lời nói không có tốt đẹp, mình cột trói, mình đem chi bỏ vô trong tâm mình, rồi mỗi lần mình bực bội, mình sân hận, mình làm khổ nội tâm mình. Cái nhà bên kia nó đốt cháy rồi, bây giờ mình đem cái lửa bên nhà đó mình đem để mình chất chứa ở trong cái nhà của mình nữa. Thành ra khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, thì từng bước đôi lúc mình phải quay mình nhìn lại chính cái phiền não, nó là cái ông thầy, nó ra cái bài kiểm tra, nó ra cái bài thi về cái mức độ tu tập của mình, để mình thấy mình đang ở cái mức nào trên cái bước đường tu tập, để mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tiến bộ hơn. Chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe, an vui ha. Cảm ơn Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ.
con chính tri ân sư đã giải đáp những cái vướng mắc của con ạ. Dạ thưa sư, dạ đúng vậy ạ. Khi mà cái sân mình nó lên cái xong rồi mình không kiểm soát được, mình qua thân khẩu ý, cái rồi cái đầu mình nó nóng bừng lên. Rồi khi mà qua một hồi rồi mình mới nói ủa sao mình sân dữ vậy, thì tự nhiên cái đầu mình nó mát luôn, nó dịu hẳn xuống luôn. Thì con thấy là đúng là mình, nếu mà mình có niệm sớm hơn thì mình sẽ bớt khổ. Cũng như khi mình đang thích một cái món đồ ăn hay là một món đồ gì, quần áo hay gì đó, mình đang thích, mình thích nó lắm luôn. Xong rồi cái mình thích mà mình muốn có cho bằng được. Thế xong rồi mình nghĩ ủa sao mình tham dữ vậy, mình nó cũng đâu có cần thiết đâu, quần áo thì cũng chỉ mặc đến thế và mình ăn thì cũng đến thế thôi. Thế tự nhiên cái tâm mình nó dịu xuống và mình cũng thấy cái chuyện đó cũng bình thường. Giống như là mình xả, mình có cái tâm xả, mình không có còn cuốn hút vô những cái đó. Dạ con thấy mình mà có niệm ở trong cuộc sống thì nó có rất là nhiều lợi ích, nó sẽ làm cho mình an lạc hơn. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con xuống mic ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Và cũng cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung. Nam mô Bụt Thai giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, còn vị nào có ý kiến không? Có câu hỏi không quý vị? Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên, dạ, kính mời đạo tràng, còn vị nào không? Vị nào còn câu hỏi không? Alo, alo, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Quý vị còn câu hỏi không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, không, con thấy không có ai nhúc nhích hết. Có lẽ là sư giảng cặn kẽ quá rồi, thành ra không ai có ý kiến hết. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, lúc nãy con nghe Kim Nhung nói nếu mà mình làm thi sĩ thì mình sẽ có những cái suy nghĩ bay bổng này kia, nó không có thực tế của mình. Nhưng mà con thấy nghe ngược lại đó bà sư. Tại vì không phải là con là thi sĩ, con biện hộ, nhưng mà con thì không có biết làm thơ rồi. Nhưng mà thấy sư trưởng đó bà sư. Như lúc mà sư trưởng con nhớ đọc cái viên đá ở chỗ cái cội Bồ Đề trụ đức á. Viên đá gì đó có mấy cái chữ vàng. Giờ lâu quá con quên rồi. Dạ. Cái là vừa đặt viên đá xuống hơi là sư làm bốn câu thơ liền. Sư trưởng làm bốn câu thơ rất là thực tế, rất là ngay thẳng vô cái vấn đề hiện tại trước mặt mình. Con thấy quá hay luôn đó bà sư. À, thì con lúc nãy con nghe Kim Dung nói thì con nói hình như không phải gì. Dạ, hình như không phải gì. Dạ, theo như sư có phải vậy không, là sư giải nghĩa cho con nghe. Con thấy thường thường những vị mà vị tăng mà lớn tuổi mà thời cổ xưa, tức là những vị đại trưởng lão, thì con thấy quý ngài là nói về dạ, Kim Dung đỡ mít dùm Nhật Quỳnh chút xíu nha. Dạ, con thưa sư, dạ, cũng con cũng thấy cũng giống như chị Nhật Huỳnh nói, nhưng mà con thấy là những người thi sĩ thì đa phần là bay bổng thi sĩ ở ngoài đời sống, cuộc sống thường nhật á. Còn đối với trong đạo thì con cũng thấy có một số nhà thơ thì họ nói lên cái sự thật ngay trước mắt và rất là chân chất mà rất là hay. Ví dụ như sư Tuệ Khanh hay là ngài Giới Đức, dạ. Thì con thấy là rất là hay những cái câu thơ mộc mạc nhưng mà nó nói lên là những cái pháp chân đế. Thì con cũng không biết cái đó thì có phải là do bay bổng hay là do ba la mật từ những kiếp trước cho đến kiếp này là họ chỉ nói, họ chỉ xuất khẩu cái thành thơ. Thành ra con cũng không rõ, con kính thỉnh sư giải thích giúp ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. À, cái này đó là mỗi chúng sanh có những cái duyên
duyên nghiệp riêng. À, tại vì á, nhiều đời nhiều kiếp mà nó tiềm miên, nó ẩn tàng, à, thành ra gọi là cái gì, là cái tánh. Người ta nói là cái gì, cái tiền thiên tập thì nó khó sửa, tại vì nó tiềm miên, nó ngủ nằm ở trong tâm rất là lâu rồi. À, những cái người này á, là hồi xưa người ta đã từng là thi sĩ, ta sáng tác rồi nhiều rồi, thành ra bây giờ á, là tự nhiên cái tâm người ta hướng về cái đó. À, quý vị biết rằng á, à, cái thời gian mà sư cũng về ở Bụ Đức cũng 5-6 năm, cũng gần ngày giác chánh, thì cũng học được ở ngày cũng rất là nhiều. Quý vị biết rằng nguyên cả một cái cuộc đời Đức Phật á, mà ngày giác chánh ngày sáng tác lại á, theo cái thể thơ thơ lục bát, à, gọi là gì, 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 gì Phật giáo sử gì đó, thi ca gì đó, à, sư cũng quên rồi đó, phải không? Bây giờ á, nếu mà như cô Nhật Quỳnh, cô Kim Nhung, ai Giang Nhất Hà, mà bây giờ biểu quý vị mà bắt buộc quý vị phải làm một bài thơ, sao làm được? À, nhưng mà những cái vị đó, đó là cái tâm của người ta, cái vấn đề đó là cái chuyện nhỏ, chỉ cần khẩy móng tay ra là người ta có thể người ta làm đều được liền. Để sao? Người ta đã thuần thục nhiều đời nhiều kiếp trong cái vấn đề đó rồi, thấy không? Thì nó khác. À, quý vị thấy không, cái người mà họ giỏi về cái vấn đề mà vẽ đó, là chỉ cần họ cầm cái cây cọ lên, họ múa dài ba nét là nó ra cái hình. Còn á, hồi đó quý vị biết không, hồi xưa mà còn đi học á, cái môn vẽ là sư dở tệ, vẽ qua vẽ không được đó. Nhưng mà toán nè, vật lý hóa học rồi đó thì rất là giỏi. Nhưng mà tới cái môn vẽ là 2 điểm với 3 điểm, có nhiều khi có cây gậy chống về đường đó. Thành ra mỗi người nó có cái khuynh hướng, nó thiên về cái gì. À, trong nhiều đời nhiều kiếp nó trở thành cái tiềm miên, gọi là tiền thiên tập, hay là ở thế gian đã gọi là cái tánh. À, mà rất là nhiều, ví dụ như hồi đó ngày mà quý vị mà có lợi chùa Bụ Thắng, thì có ngày hòa thượng Hậu Chơn á, ngài cũng thích làm thơ, vô chùa ngay á, chỗ nào ngài cũng vẽ mấy cái bài tấm bảng nhỏ nhỏ để ở mấy cây kiển, ở chỗ cội cái bồ đề, mấy cái Phật cảnh rồi đó. Ngài có làm mấy bài thơ cái để đó. Có một lần sư với ngài hòa thượng Pháp Lạc đi đến chùa ngài dự lễ đó, rồi mới đi ra mấy chỗ Phật cảnh Bồ Tát cảnh sanh, rồi Đức Phật thành đạo, rồi chuyển pháp luân rồi gì đó. Cái ngài hòa thượng Pháp Lạc nói chứ, ông Hậu Chơn này ổng làm thi dữ lắm, chỗ nào cũng thi không. thành ra cái đó là của mỗi một cái mỗi người, người ta có cái thiên hướng mà về cái vấn đề đó, thành ra người ta làm rất là ấy. Mà cái đó nó rất là khó mà từ bỏ. Nhưng mà làm những cái bài về mà ca ngợi về ân Đức Phật, lịch sử về Đức Phật thì cũng tốt. Quý vị biết là hồi đó là ngày giáp chánh, ngày sáng tác, rồi ngày đưa cho nghệ sĩ Úc Bạch Lan mà ca mà về cái chuyện về sự tích của Đức Phật rồi kia nọ đó, đó cũng hay lắm. Thì cái đó gì, cái mục đích cũng để quảng bá. Có nhiều khi mà cái người phàm nhân á,
mà mình giảng pháp vậy họ đâu có nghe. Nhưng mà qua cái ý nghĩa, cái lời ca của cái nghệ sĩ Úc Bạch Lan, là cái nghệ sĩ cũng nổi tiếng đó. À, những cái người ở thôn quê rồi đó, mà ta nghe đó, là ta thích. À, ta thích, ta nghe, rồi ta nhớ. À, ta nhớ, ta mới tìm hiểu. Đó, thì nó cũng là một cái đích, mục đích để mà truyền tải được cái lý đạo. Thành ra nó cũng tốt. À, thay vì á, những cái như hồi nãy thì nói, ví dụ như cái trường hợp mà ngày Hòa Thượng Minh Châu, ngài cũng dịch, nhưng mà ngài chú trọng về cái ý nghĩa, ngài dịch sát nghĩa. À, nhưng mà những vị khác thì người ta dịch ra cái dần điệu mà nó hay hơn. À, như hồi nãy gì đó, gì đó, cái câu pháp của kinh mà sư cũng nhớ, đêm dài kẻ thức trọn canh, đường dài khiến khách lữ hành mỗi chân. Luân hồi dài giới kiếp ngu nhân, không thông diệu pháp muôn phần xa xôi. Đó, thì ngày Hòa Thượng Minh Châu thì ngày dịch nó sát nghĩa hơn. Nó không có dần điệu, nhưng mà cái vị này ta cũng ý như vậy, nhưng mà ta sửa lại nghe nó dần điệu mà để dễ nhớ hơn, để thấy hơn. Đó, thành ra cái căn bản là chúng ta nắm được cái căn, cái gốc, cái ý nghĩa. Chứ còn bây giờ cái Bali là gì, cái cổ ngữ cách này đại ba hơn 2600 năm rồi. Đâu có cái chuẩn mực nào mà xác định đọc như thế nào là đúng, thấy không? Trải qua cái thời gian rồi á, bây giờ mình giữ được mà cỡ chừng 50-60% là dữ lắm rồi. Chứ bây giờ cái ngôn ngữ mà hiện hành nhiều người sử dụng ở trên thế giới này đó là cái tiếng Anh, không? Nhưng mà cái chuẩn mực nói cái thế nào là cái tiếng Anh đúng 100% thì ai dám nói? Nó tương đối thôi, cỡ chừng 70-80% là tốt rồi. Mình đừng có đòi hỏi cái gì nó tuyệt đối quá. Thì cái gì, cái ngôn ngữ là cái khẩu biểu tri. Làm như thế nào để truyền đạt được cái ý nghĩa, cái người đó người ta hiểu được cái ý là tốt. Chứ mình đừng thắc mắc bây giờ á, mình nói gì chứ bây giờ á, mình muốn đọc cho Tiêu Thiên ta nghe, phải không? Nhưng mà nói gì chứ người ta có nghe hay không? Có nhiều khi á, giống như là người ta chê mình nói đớt, nó ngọng cũng chừng nữa. Thành ra mình đọc đó mình nghe là chắc ăn nhất. Còn cái chuyện mà Chư Thiên có nghe rồi gì đó là cái chuyện khác. Còn cái quay lực không quay lực là cái do cái sự chú tâm của mình. Ví dụ như mình đọc bây giờ nè, mình đọc là Nam Mô Tát Xá Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi người Miến họ đọc là Nam Mô Tát Xá Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi sao? Nhưng khi mà mình biểu lộ cái tâm thành kính với Đức Phật, cái người Miến Điện họ cũng đọc cái câu đó mà họ biểu lộ cái tâm của họ có sự tôn kính Đức Phật, thì cái này á, là do cái tâm. Chứ còn cái ngôn ngữ có nhiều khi nó ấy đó, cái ông mà Chư Thiên mà ở bên Miến Điện ổng nói cái ông này đọc ngậm nghịu nó đớt quá, mà cái ông mà Chư Thiên mà người Việt Nam mà tái sanh lên thì ông nghe ông nói ông kia nói. Thành ra mình nói cái gì á nó cũng tương đối thôi, còn cái chính xác á thì quý vị ráng tu đi. Cô Hồng, chị Kim Nhung, cô Nhật Quỳnh, cái nọ ráng tu đi nha. Kỳ này á là
nhất định là phải tái sanh về cõi chư thiên để coi chư thiên họ ở trên đỉnh, họ nghe mấy người ở thế gian này đọc có đúng không nha. Đó, rồi lúc đó là cô Kim Nhung, cô Nhật Quỳnh rồi phân định coi ai đọc đúng đọc sai nha. Thôi, thời gian cũng vừa hết, bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sẽ xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức tập thể đang nghe kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Dạ, bữa nay ngày sư nghỉ mấy tuần sư, thì cho con nói một câu trước khi con xin sám hối nha. Dạ, cảm ơn tiền vũ đại con nghe câu nói của sư rất là vui. Dạ, con làm sao mà được mà sanh được mà sư thiên chánh kiến để mà nghe được đọc kinh Bali sư. Con nghĩ không đủ phước. Cái thứ hai nữa đó, khi mà con đi qua chùa Đại Lộc đó sư, là nhà sư thỉnh chư tăng Miến Điện ngồi một bên, chư tăng Thái Lan ngồi một bên, chư tăng Tích Lan ngồi một bên, thì cho nghe mỗi một đòn như vậy đó, nhà mỗi một đòn cũng vậy á, tụng kinh thì con chỉ nghe được một vài tiếng là nó giống cái tiếng Việt Nam mình, mà nhất là chư tăng Thái Lan thì tụng mình nghe được nhiều hơn. Thành ra con nghĩ là chư thiên với cái thần thông biến quá thì quý ngài sẽ ngày giống nhau. Quan trọng cái tâm mình đọc, mình có chú tâm, mình có thành kính trong đó không. Dạ, cái ý con ở nhiều đó thôi. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Uất tâm ăn ghê đà quạnh đê hăng ba đà phận sung và ruột tâm ăn buột thể vô ca li tổ đô sơ buột thô khả mặt tu tăng hoa măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cha được vì thẳng qua răng thầm mê vô kha li tô đổ sô thầm mô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vì thốt tâm ăn sẵn khê vô kha li tổ đô sô sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh tượng thọ pháp thanh từ bi chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Xin thay mặt chư tăng cúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Hawatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa buddha nu vawe nasana so thi pavantu te hawatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa thamma nu vawe nasana so thi pavantu te hawatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa sangha nu vawe nasana so thi pavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy,
cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy.